请放下。把松松的。怎么？上。还不小心。vẫn chưa tin tôi à？cho tới giờ tôi vẫn chưa tước súng của cậu. Còn không biết tôi vì tốt cho cậu sao? Cậu thanh niên, bỏ súng xuống. Tôi nói thật cho cậu biết, trong khẩu súng này vốn dĩ không hề có đạn. Không tin, cậu mở ra mà xem.Đồ ranh con, tôi thật muốn giết cậu. Coi lòng tốt của tôi thành lòng lang dạ thú. 10 năm trước tôi muốn đón cậu về, sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Cậu dám cùng với tên nghiệp chướng kia hại tôi. Đó là vì lợi ích người ngoài không bằng người nhà, cậu biết không? Cậu lấy tư cách gì? Lấy tư cách gì?Tôi là biểu thúc của cậu. 20 năm, tại sao tôi không làm gì mà chỉ luôn tìm kiếm cậu? Cái đồ không biết xấu hổ, cậu dám chĩa súng vào người tôi. Bây giờ tôi đánh chết cậu, có tin hay không? Cháu tin. Biểu thúc, cháu không muốn chết. Chú đừng đánh cháu chết. Đã biết gọi là biểu thúc rồi.Gọi một lần nữa. Gọi. Biểu thúc. Tốt. Khốn kiếp. Tới đây 3 năm rồi, đã làm được những gì? Để tên Trương Chí An kia cười dạo bọn ta, thật nhục nhã. Đối ô nhục của đại đế quốc Nhật Bản. Xin lỗi tỉnh Thượng Quân. Đã 4 tháng rồi, em không tìm được bất cứ thông tin nào về Cối Nguyên Ương.Xin tỉnh Thượng Quân tha tội. Thái độ Trương Cát An hôm nay cho thấy có lẽ hắn đã biết tung tích của Gối Nguyên Ương. Thứ mà hắn muốn chính là tiền. Để có được Gối Nguyên Ương, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Dạ. Xin đừng tin lời của Trương Cát An. Hắn là tên lừa đảo. Tình báo của chúng ta rất đáng tin. 10 năm qua, hắn đã đưa ra 3 cái Gối Nguyên Ương, bán cho người Anh, người Mỹ và thương nhân Nam Dương, đều là giả. Đúng. Thật ra em cũng không muốn tin Trương Cát An.Từ nhỏ em đã rất ghét ông ta. Ông ta lấy danh nghĩa của mẹ nam em lừa rất nhiều tiền của nhà em. Như Gối Nguyên Ương, làm thế nào chúng ta mới có tiến triển được đây? Có một người có thể giúp chúng ta. Ai? Thiết Lê Qua. Thiết Lê Qua. Thiết Lê Qua là ai? Đi đâu tìm cô ta? Hiện giờ vẫn chưa biết, nhưng có thể khẳng định, chỉ cần tìm được Thiết Lê Qua thì nhất định tìm được Gối Nguyên Ương.Lương Phi Hổ này đúng là có phúc. Sinh được một đứa con tốt như vậy. Dạm dở. Tôi nghe nói ở trên chiến trường cậu đánh rất giỏi, giết chết rất nhiều bọn quỷ. Lần trước còn dám liều đâm dao vào tôi. Được lắm. Từ lần đó tôi đã biết cậu rất khá. Dù sao cha cậu cũng đi rồi. Đừng đau buồn quá. Cậu vẫn còn sống. Chỉ cần cậu còn sống thì nhà lão Lương chúng tôi vẫn còn gốc. Cậu yên tâm, Triệu Nguyên Canh tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Nói đi, cậu muốn gì? Thanh niên lớn rồi còn ngại ngùng gì? Lui xuống hết đi. Hãy
Bây giờ nói đi, cậu muốn tiền hay là muốn chức quan? Tôi muốn bạn của ông. Lão đây không dễ chết như vậy đâu. Đừng qua đây. Nói đi, tại sao là muốn giết tôi? Tôi muốn báo thù cho cha tôi, chú ba, chú năm của tôi. Cậu báo thù thì tìm bọn quỷ, giết lão đây làm gì? Là ông đã bán đứng bọn họ cho người Nhật. Trước khi chết chú năm đã nói với tôi, tuyến đường mà bọn họ hành quân chỉ có một mình ông biết. Khốn kiếp, ông mới khốn kiếp. Lúc cha tôi mất, cửa nhà ông còn treo pháo nổ phải không? Ông đừng nghĩ tôi là thằng ngốc. Người dân trong thành đều biết chuyện này. Cậu nghe đây, để tình cậu là con trai của Lương Phi Hổn, tôi tha cho cậu một phen. Cút! Nếu cậu còn không cút, lão đây sẽ lật mặt đấy. Một, hai, tư lệnh, ba. Tiêu Tứ, đuổi theo cho tôi. Rõ, đuổi theo. Mau. Dì Tiểu Linh, vì sao vậy? Tiểu thư mau nhìn đi. Cô đừng qua bên đó, tiểu thư. Dì đừng khét lên. Có phải người chết không? Con biết người này. Sao lại không thấy người đâu? Chạy không xa đâu. Vừa rồi súng của tôi bắn trúng hắn. Dì Tiểu Linh, dì đừng lên tiếng. Có thấy người nào toàn thân đầy máu không? Chạy đến đây thì không thấy ai nữa. Tránh ra để chúng tôi vào trong lục soát. Tôi con gái ở nhà một mình, các người không tiện vào trong. Bớt nói nhảm, tránh ra. Các người định tự ý xông vào nhà dân sao? Gia đầu, có một thích khách ám sát tư lệnh, chạy đến đây thì không thấy đâu nữa. Chuyện quan trọng, mời cô tránh ra, chúng tôi vào kiểm tra. Tư lệnh, tư lệnh nào? Còn tư lệnh nào nữa? Triệu Nguyên Canh, Triệu tư lệnh. Sao?
Biểu bá của tôi bị ám sát sao? Biểu bá của cô, đúng. Triệu Tư Lệnh là biểu bá của tôi. Biểu bá tôi làm sao vậy? Cô là... Tôi là họ Trương. Trương Cát Ăn là cha tôi. Nói cho tôi biết, biểu bá tôi bị thương ra sao? Chỉ bị thương nhẹ không đáng ngại. Vừa rồi biểu tiểu thư không thấy người nào sao? Không thấy. Tôi ở trong viện suốt, có thấy ai đâu. Đến nơi khác tìm, rõ. Anh trưởng quan này, biểu bá tôi không có gì đáng ngại chứ? Tư lệnh không có gì đáng ngại. Và anh chuyển lời đến biểu bá tôi, nói ngày mai tôi đến thăm. Được, biểu tiểu thư mau về đi, đóng cửa cẩn thận. Chị Tiểu Linh, mau giúp con dìu anh ta vào phòng. Phòng nào? Phòng con. Thằng giải này ra tay nặng thật đấy. Lưng cô đáng này đúng là kỳ quái. Tại sao là muốn ám sát tư lệnh? Tôi thấy cậu ta không giống như con của Lưu Phi Hổ. Chưa biết chừng là do nhà nào đó có thù phái đến, nên nói với toàn thành lập tức truy nã. Bắt được nó thì lấy đầu của nó. Làm tốt lắm, rất giống bác sĩ. Cảm ơn tư lệnh đã quá khen. Hồi còn ở trường, tôi học một chút kiến thức hộ lý chiến địa. Tư lệnh, vết thương của ngài thật sự rất nặng. Tôi nghĩ nên mời bác sĩ. Đi đi, vết thương nhỏ này có là gì? Đúng rồi, cậu ở trường lục quân Bảo Định, tốt nghiệp khoa học nào? Sao?